Thưa quý vị, thiết bị y tế gia đình là những vật dụng không thể thiếu nhằm giúp theo dõi tình hình sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Vậy trước một thị trường cung cấp thiết bị y tế sôi động như hiện nay, chúng ta nên lựa chọn đơn vị nào? Tìm mua các sản phẩm đến từ đâu để đảm bảo chất lượng và an toàn? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Chẳng cần đến các cơ sở khám chữa bệnh, giờ đây bạn có thể dễ dàng kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày ngay tại nhà nhờ vào các thiết bị y tế đến từ siêu thị y tế. Siêu thị y tế là hệ thống cửa hàng bán lẻ thiết bị y tế gia đình, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với quy mô 13 cửa hàng trên toàn quốc, kết hợp cùng phương thức bán hàng thương mại điện tử qua website siêuthiyte.com.vn. Hệ thống siêu thị y tế được đánh giá là một trong những đơn vị chuyên cung cấp thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam hiện nay, với đa dạng các dòng sản phẩm như thiết bị y tế gia đình, bao gồm máy đo huyết áp, giúp bạn theo dõi chỉ số huyết áp nhanh chóng và chính xác ngay tại nhà, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, đai lưng cột sống, nhiệt kế điện tử, vớ y khoa. Y tế chuyên dụng như máy tạo oxy, sản phẩm vô cùng thiết yếu trong mùa dịch COVID-19. Máy trợ thở, máy đo nồng độ oxy trong máu, điện tim. Bên cạnh đó còn có các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như các máy massage, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và giảm bớt đau mỏi. Chăm sóc sắc đẹp như máy rửa mặt và máy massage mặt. Một số đồ dùng thể thao như đai bảo vệ. Tất cả sản phẩm được bày bán tại hệ thống siêu thị y tế đều được nhập khẩu chính ngạch, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao có chọn lọc từ châu Âu, đạt chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA, RAS và đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Philips, Boucher, Gamit, Dewa, Ogels, Relaxion, Saphir, Benetrex, KASG, Roman, Touch Beauty. Siêu thị y tế hoạt động với phương châm đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu, luôn cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất, kiên định thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong suốt thời gian qua. Đến nay, siêu thị y tế đã trở thành những địa chỉ mua sắm thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu trong lòng khách hàng gần xa, sở hữu đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên môn cao, nhiệt tình và tận tâm. Khi đến với siêu thị y tế, khách hàng sẽ được trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, được tư vấn kỹ lưỡng và hướng dẫn tận tình, đảm bảo việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm các sản phẩm tại nhà qua website. Ngoài cái chất lượng sản phẩm tốt ra thì có một điều tôi rất là hài lòng ở siêu thị y tế là các cái sản phẩm thực tế ở ngoài cửa hàng lúc nào cũng đúng giá và đúng hình ảnh được đăng trên website. Tại vì trước đây tôi có mua một vài nơi rồi, nhưng mà nhiều khi các cái sản phẩm đăng trên web nó lại không có ở cửa hàng và cái giá đăng trên đó cũng không có đúng với giá thực tế nữa. Còn một điểm nữa tôi cũng rất là thích, đó là cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Dù là tôi cần tư vấn online hay là tư vấn trực tiếp thì các bạn cũng rất là nhiệt tình và hướng dẫn cho tôi sử dụng sản phẩm rất là kỹ. Trang bị cho gia đình những thiết bị y tế là cách tốt nhất để bảo vệ, theo dõi sức khỏe nhanh chóng và kịp thời. Cũng chính nhờ vào thói quen theo dõi sức khỏe thường xuyên bằng máy đo huyết áp điện tử Gamit đến từ siêu thị y tế mà ông Chí tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát được chỉ số huyết áp của mình mỗi ngày một cách chính xác. Sau khi tìm hiểu thấy siêu thị y tế có một combo gồm hai sản phẩm, máy đo đường huyết, mỡ máu và gút, hiệu Benetrex. Và sản phẩm thứ hai là máy đo huyết áp, hiệu Wimap. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Con tôi khuyên tôi mua hai máy này đi, vì tôi thấy xài ra xài qua nhiều năm, máy sử dụng rất tốt. Tôi biết đến siêu thị y tế này từ năm 2014. Sau khi về nhà tôi dùng thử máy tạo oxy một thời gian, tôi rất cảm thấy hài lòng với chất lượng của sản phẩm. Từ nhiều năm nay, tôi chỉ mua thiết bị y tế gia đình tại siêu thị y tế. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến làn sóng dịch COVID-19 năm 2021 với diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Đứng trước bối cảnh đó, người tiêu dùng quan tâm hơn hết đến sức khỏe của mình và người thân. Vì thế, việc mua sắm các thiết bị y tế và vật dụng liên quan cũng trở nên cần thiết, cấp bách hơn. Và máy tạo oxy đến từ siêu thị y tế đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng và chọn mua. Là một người tiêu dùng thông minh, bạn cần tìm đến những đơn vị cung cấp các sản phẩm trang thiết bị y tế chất lượng được sản xuất bởi công ty uy tín, có đầy đủ giấy phép của Bộ Y tế để có thể an tâm khi sử dụng và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe gia đình một cách toàn diện nhất. Siêu thị y tế chính là cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế uy tín hàng đầu Việt Nam mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.